Sáng hôm nay, mùng 7 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bình cho biết, từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh có 433 ca nhiễm trong cộng đồng và ghi nhận thêm một bệnh nhân suy thận mãn giai đoạn cuối đã tử vong. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh điều trị 371 bệnh nhân dương tính mới. Hiện ổ dịch nhóm truyền giáo tại Gò Vấp, từ ngày 26 tháng 5 đến nay, phát hiện 362 ca dương tính đã được công bố. Từ ổ dịch này dẫn đến nhiều chùm ca bệnh phát sinh. Trong khi đó, chùm lây nhiễm từ trường mầm non Kid Town đã lây sang Bạc Liêu, Long An, Đồng Tháp. Ca bệnh gần nhất phát hiện ngày 5 tháng 6. Chùm ca bệnh tại công ty IDS có 37 ca mắc, 10 trên 23 nhân viên tại đây mắc bệnh, rồi lây lan cho hộ gia đình của các nhân viên và 21 trên 23 người. Từ đây phát sinh ra ổ dịch ở Sen, Sài Gòn, quận 1 với 45 ca. Riêng ổ dịch ở công ty tại quận 3 được cách ly từ ngày 20 tháng 5 sau nhiều ngày không có ca mắc mới, cũng vừa phát hiện thêm một trường hợp có kết quả dương tính. Đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người cần thực hiện những biện pháp sau: đeo khẩu trang đúng cách để phòng bệnh COVID-19, thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn. Bạn cần chú ý che miệng và mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Hành khách nên hạn chế tiếp xúc các bề mặt hay nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông, không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay. Ngoài ra, Bộ Y tế khuyến cáo những người cảm thấy không khỏe, có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách đi cùng có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, bạn nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, tránh tiếp xúc gần hành khách có những triệu chứng trên. Sau khi kết thúc chuyến xe, nếu xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, người dân hãy liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan phương tiện công cộng bạn đi đến cơ sở y tế để khám điều trị kịp thời. Nghiên cứu từ nhóm chuyên gia tại Đại học Y khoa Washington, Mỹ phát hiện nồng độ oxy trong máu và nhịp thở có thể cảnh báo nguy cơ tử vong ở một số người khi họ mắc COVID-19. Theo kết quả nghiên cứu, những trường hợp tử vong đều gặp phải tình trạng là thường xuyên bị giảm oxy trong máu, nồng độ bão hòa oxy trong máu thấp từ 91% trở xuống. Bệnh nhân bị giảm oxy trong máu có nguy cơ tử vong cao hơn 1,8 đến 4 lần so với người khác, tùy thuộc nồng độ oxy. Tương tự, những bệnh nhân COVID-19 nhập viện có nhịp thở nhanh, nguy cơ tử vong cao hơn 1,9 đến 3,2 lần. Ngược lại, các dấu hiệu lâm sàng khác khi nhập viện gồm nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, huyết áp không liên quan tỷ lệ tử vong. Phát hiện về hai chỉ số này áp dụng cho đa số bệnh nhân COVID-19, nhất là những người đang ở nhà, lo lắng và tự hỏi tình trạng bệnh của họ ra sao, khi nào cần đến bệnh viện.